Ba, vô. Ba giờ anh còn chưa ngủ. Tương tự về em biết bao nhiêu là cho đủ. Chẳng phải người ấp ủ ngày ngủ đêm mơ. Nhưng mà anh như là đêm. Sao đọc chậm chậm vậy Sam? Em làm gia đình mình hoang mang quá, đọc cao lên. Có ai đọc qua nhà em tiếp. Đọc cái đọc xong rồi ai chắc không ai cũng chịu cưới luôn á. Kim thính, hiệu quả cho người ù tai, nghe kém, điếc tai và kêu trong tai suy giảm thính lực. Ôi biết nói sao đây, chỉ là sinh viên nghèo, đâu dám ước mơ được em trao tình này. Ê cái bài gì mà của cái bài gì mà của Khai Trần gì ba, ma ma má gặp gì ba gặp gặp gì đó. Cái gì? Gì ba gặp má là vậy? Cái bài gì mà ba, ba má lên ba gặp. Ba thương con. Không phải. Bài gì mà có má em chổng là sao? Bài gì? Cái bài gì mà gì à? Tía ba... má bà ơi. Gì? Tía má. Không, tía mà má. Bài mà ba kêu ba lên gặp má em gì đó. Ý em sao? Ờ ý em sao hát sao? Ờ ý em sao hát sao? Có ba má. Cuối năm sang nhà em rồi ý em yêu sao? Trời ơi. Mọi người mê giọng hát của em. Anh thấy không? Em không cần nói nhiều. Kay Trần độc thân nha, Kay Trần độc thân nha. Sam rất là yêu thích những cái ca khúc của Kay Trần. Bởi vì nó mang những cái giai điệu rất là vui tươi, thể hiện sự trẻ trung của đúng lứa tuổi của em anh. Sam á, đi chương trình nào gặp ca sĩ nào cũng yêu thích bài hát, nhưng mà không ca sĩ nào mà thuộc được cái bà Sam thuộc cái bài. Ê, bà nha, bậy rồi. Bậy nha, bậy nha. Kay Trần, em gái của anh nói thiệt. Đúng ở, ở nhà gia đình rất là rồi nuôi dưỡng tài năng âm nhạc của em gái anh. Lúc nào cũng nghe những bài hát của Kay Trần hết và thuộc lào lào. Ê cái bài gì mà của cái bài gì mà của Kay Trần gì ba má gặp gì ba gặp gì đó. Cái gì? Gì ba gặp má là vậy? Cái bài gì mà ba má ba lên gặp. Ba thương con. Không phải. Bài gì mà có má em chổng là sao? Bây giờ mình hát thử một câu nữa. Ừ. À để mà nha. Ở nhà hát là chuyện bình thường, mà đọc rap mới ghê nè. Năm qua nhà em nè, tía anh hứa mang theo trầu cao, má anh cũng vừa ưng rồi, giờ ý em yêu sao cưng ơi. Thật sự đó là kiểu là bung đùa cho mọi người để mà đọc nghe rap hay nè, đọc cái đọc xong rồi ai chắc không ai cũng chịu cưới luôn á. Sao đọc chậm chậm vậy Sam? Em làm gia đình mình hoang mang quá, đọc cao lên, tông cao lên, rapper phải tông cao lên chút. Ý em cưới yêu. Năm qua nhà em tiếp. Để nhốt nhốt lại được không? Xin mời hai đội trưởng để chúng ta tránh xúc phạm người nghe hơn. Bây giờ chúng ta phải chọn thành viên thôi sao mà. Em bấm chọn nha. Nếu mà anh tiến chọn nữa là bà thử thách tiếp đó. Sao em dại. Em là dại dột nữa rồi. Anh đã phân tích. Núp nhảy quá sao mà. Chọn. Cả hai đội trưởng đi chọn các bạn. Các bạn một lần nữa chúng tôi khuyến khích những hành động nhân văn. Đúng rồi. Tình chúng người. Ta nên thử thách những cái bộ môn như là trí tuệ, như là quảnh tù xì, phép tính nè. 5, 10, 15, 20 chúng tìm. Anh nghĩ là thôi thì mình đã đem tới cho nhau một cái gì đó gọi là âm nhạc rồi, thì anh chị cũng sẽ nên gửi cho tụi em một cái gì gọi là âm nhạc. Chị sao chị hát tụi em nghe đi, em nghe nói chị giọng chị hay lắm á. Hát chưa đủ anh, phải chơi cái khác. Hai anh chị rap cho tụi em nghe đi. Chị. Em trước đi. Lady first á. 2, 3, vô, vô. Oh yeah, oh yeah. Oh, em đã kiếm cái đường vô. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, oh yeah. Yeah, oh yeah. Yeah, vô đâu. Yeah, vô đâu. Yeah, yeah, vô. Yeah, vô đâu. Yeah, đúng tường rồi, đúng tường rồi. Yeah. Tới đi, tới đừng gian hả? Là con gái thì sao? Là con gái chưa một lần yêu ai? Yeah, 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 oh yeah. Yeah, 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 yeah. Em ơi, yeah xuống bờ, yeah xuống bờ, bờ đâu rồi? Thôi để em rap một đoạn tặng mọi người cái bài. Ôi. Đoạn gì đó? Một bài cũng đang rất là hot trong thời gian qua, bài Symbol Love. Ê, chị nói nghe nè. Bài này chị biết đọc rap. Ok. Hay để chị phụ nghe nha. Ok. Cản lại thôi, cản lại. Khoan. Tại vì cái này nó cao quá. Để chị chỉnh cho Sam. Để chị chỉnh cho cưng.
Ủa, cổ họng có vấn đề hả Sam? Khoan, để em chỉnh hai người đi về, về đây. Để đàn bé được yên. Bây giờ đây, em ơi, rồi. Để anh chỉnh mic cho em. Anh ơi, bài này tiếng hát anh này kỳ quá. Rồi, vô, xin mời lớp nè. Rồi, tới đây. Lẹp vào đồng có xanh, yeah. Thiên thần phải có cánh, cây lá thì có cành, em thì phải có anh, yeah. Thích cười em du mì, anh đi điện đất cầu chì, yeah. Đó là một tia lửa, yeah. Tia lửa bé cầu kỳ, yeah. Thiên đường không còn nơi nào nên nàng rơi vào nơi trần gian sao. Anh thì kiên cường mong rằng gánh em bao phần gian lao. Nè Sam ơi, em có mong cuộc tình đơn giản. Nói ra điều cần nói, họ lại nghĩ là anh đang giỡn. Yeah. 1 phút 30 giây, niềm cũng xa nơi anh. Yeah. Đang đi đâu, đi tìm hoài khắp nơi bao lâu. Yeah. Thấy em đang ngồi trên ghế, ủa nơi này kỳ xinh thế. Ủa ăn gì mà xinh thế, khiến anh quên luôn con đường về. Yeah. Sao chị thấy y hả? Nghe hát ho hay. Hay ho. Nói chung là hôm nay thì mọi người biết thêm một cái, đúng rồi, một cái khía cạnh khác của em về tài năng rap. Em ơi, tập trung vô thí sinh đi, người ta có cái em này quên. Quan trọng này cưng, thực hiện của tụi em là thí sinh, còn cái khả năng của em là cả nước biết rồi. Sao em cũng là một người hát được và am hiểu nhiều thể loại nhạc, em hy vọng là một cái số nào đó đặc biệt thì chương trình sẽ cho. Sao vậy? Anh không muốn nói tới nữa. Anh sẽ đánh trống cho. Trời ơi. Vô. Bài gì? Rồi anh vô. Rồi chuẩn bị nha. Ủa anh, cái đó là trống trường mà. Ủa, ok. Anh lộn. Anh ơi, cái đó là tông trống tan trường. Rồi, vậy. Vô, vậy. 1, 2, 3, vô. 3 giờ anh còn chưa ngủ. Tương tư về em biết bao nhiêu là cho đủ. Cho mọi người ấp ngủ ngày ngủ đêm mơ. Nhưng mà anh như là tên. Tiếp. Tóc em là gió. Mắt em là gì đó, gì đó. Thì cũng biết làm thơ nhưng... À, được rồi anh. Không. Nói thật với mọi người là tại vì Sam không có nhớ lời thôi, chứ thật sự mà nhớ được lời thì hát thật sự rất là xuất sắc luôn á. Mọi người cậu công nhận như vậy không? Đây, anh Minh Trí, anh có đôi lời phát biểu giọng ca của em. Sao vậy anh Minh Trí? Anh Minh Trí thấy giọng ca của bé Sam như thế nào ạ? Sai lắm. Sai lắm. Không, nhưng mà Huy đánh trống sai hơn.